Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây sam ngọc siêu lũ VIP luôn nha. Cây này thì lũ rin của cây nhưng có tác động máy rồi nha. Form thiên nhiên, cây thành phẩm luôn. Cây này là hoa nó gần thân luôn nha. Đây nè, nó đang làm hoa nè. Cây này ngồi nè, hoa nó nở nè. Chi chít mà gần thân luôn. Cây côn hết rồi nha. Rồi cây này có mã số là 129 nha, mã số 129. Hoàn gốc là 100, hoàn gốc 100 nha. Cây cao là 79. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 60. Cây này nếu mà mình tiện thì mình sẽ giao lưu không chậu nha. Còn mà nếu mà bất tiện thì mình sẽ giao lưu không chậu, còn tiện xe độ thì mình sẽ gửi có chậu. Đó, tùy cơ ứng biến nha, cái này mình thỏa thuận sau. Cây này thì nếu mà mình ưng ý thì cứ inbox cho nhà vườn theo số điện thoại là 0889 244 699 nha. Ồ, cái này giống như cục nu à. Rồi cái này nhà vườn nếu mà được duyên thì nhà vườn cũng tặng một chai màu lũa nha. Ngậm đá đây luôn nè. Quá đẹp. Tay cành nó rụt rịch hết luôn nha mình. Cây VIP luôn. Rồi qua nữa. Nữa chút xíu nữa. Đụng cái bút xó luôn. Đó rồi ok. Đây mà. VIP luôn nha. Ngậm viên đá đây luôn. Tay cành rất là côn luôn nha. Cây này cây VIP nha mình. Lá rất là đẹp. Cây này thì mình inbox cho nhà vườn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.